Các học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách cánh diều qua sách và bài tập. Bài 89. Kiểm đếm số lần xuất hiện của một sự kiện. Bài tập 1. Tung một đồng xu 5 lần liên tiếp, ta có kết quả như sau. Các em quan sát đồng xu có hai mặt, mặt viết chữ N và mặt kia viết chữ S. Lần tung 1 thì mặt N xuất hiện. Lần tung 2, mặt N cũng xuất hiện. Lần tung 3, mặt S xuất hiện. Lần tung 4, mặt N xuất hiện. Lần tung 5, mặt S xuất hiện. Hãy cho biết số lần xuất hiện mặt N và số lần xuất hiện mặt S sau 5 lần tung đồng xu. Rồi trước hết là kem kiểm đếm có bao nhiêu lần xuất hiện mặt N. 1, 2, 3. 3 lần xuất hiện mặt N. Bao nhiêu lần xuất hiện mặt S? 1, 2. 2 lần xuất hiện mặt S. Như vậy các em trả lời. Sau 5 lần tung đồng xu thì có 3 lần xuất hiện mặt N. 2 lần xuất hiện mặt S. Bài tập số 2. Gieo một con xúc xắc 10 lần liên tiếp, ta có kết quả như sau. Lần gieo, kết quả gieo. Hãy cho biết số lần xuất hiện mặt 1 chấm và số lần xuất hiện mặt 6 chấm sau 10 lần gieo xúc xắc. Trước hết là các em kiểm đếm số lần xuất hiện mặt 1 chấm. 1, 2, 3. Như vậy, có 3 lần xuất hiện mặt 1 chấm. Mấy lần xuất hiện mặt 6 chấm? À, chỉ có một lần xuất hiện mặt 6 chấm. Như vậy, sau 10 lần gieo xúc xắc thì có 3 lần xuất hiện mặt 1 chấm. Một lần xuất hiện mặt 6 chấm. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Trò chơi quay kim trên vòng tròn. Quay kim trên vòng tròn 10 lần liên tiếp, ta có kết quả như sau. Hãy cho biết số lần kim dừng đúng ở phần màu xanh, màu đỏ, màu vàng của hình tròn. Trước hết là các em kiểm đếm có bao nhiêu lần kim dừng đúng ở phần màu xanh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lần kim dừng đúng ở phần màu xanh. Bao nhiêu lần kim dừng đúng ở phần màu đỏ? 1, 2. 2 lần kim dừng đúng ở phần màu đỏ. Bao nhiêu lần kim dừng đúng ở phần màu vàng? 1, 2, 3. 3 lần kim dừng đúng ở phần màu vàng. Như vậy, màu xanh là 5, màu đỏ là 2 và màu vàng là 3. Kem trả lời. Kim dừng đúng ở phần màu xanh của hình tròn là 5 lần. Kim dừng đúng ở phần màu đỏ của hình tròn là 2 lần. Kim dừng đúng ở phần màu vàng của hình tròn là 3 lần. Bài tập số 4 thực hành. Các em thực hành tung một đồng xu 20 lần liên tiếp, sử dụng vạch kiểm để kiểm đếm và hoàn thành bảng sau. Mặt xuất hiện, mặt N, mặt S kiểm đếm. Tổng kết quả. Ví dụ, kem gieo lần 1, mặt N xuất hiện thì kem vạch một vạch vào ô này. Kem gieo lần 2 vẫn là mặt N xuất hiện. Kem gieo lần 3 mặt S xuất hiện thì kem vạch một vạch vào ô này. Rồi cứ như vậy. Kem tung đồng xu 20 lần liên tiếp. Rồi như vậy sau 20 lần tung đồng xu liên tiếp thì kết quả mặt N xuất hiện là 8 lần. Mặt S xuất hiện là 12 lần. Thầy giáo ví dụ như vậy. Rồi theo mẫu thì các em thực hành và trải nghiệm cùng với bạn nha. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.